Bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì ẩm thực miền quê xin chia sẻ với những thực phẩm không nên kết hợp cùng với trứng nhé, để chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh ạ. Và mình mời các bạn cùng tìm hiểu với mình sau đây. Hôm nay thì các bạn biết rằng trứng thì là một trong những món mà chúng ta rất là hay sử dụng các bạn. Chúng ta thường sử dụng hàng ngày, mỗi ngày chúng ta có thể ăn từ 1 đến 2 quả trứng. Cách chế biến chúng ta có thể luộc, rán hay ốp hay là chúng ta hấp lên chúng ta ăn đều được hết các bạn nhé. Những thực phẩm mà không nên ăn cùng với trứng, tốt nhất bạn không nên ăn những thực phẩm như sau, như là các sản phẩm từ sữa bò, như sữa tươi hoặc là các chế biến ra ấy ạ. Hoặc là sữa đậu lành các bạn nhé. Hoặc các sản phẩm từ đậu lành nữa ạ. Cam, quýt hoặc là họ cam quýt như bưởi chẳng hạn ạ. Cùng với trứng nhé. Trứng là một thực phẩm được ưa thích trên toàn thế giới, đó là nguồn cung cấp protein, vitamin, axit béo omega 3 phong phú. Không chỉ trứng cọ và còn rất là linh hoạt vì nó có thể chế biến theo các cách khác nhau các bạn ạ. Thành phần dinh dưỡng theo tờ báo nhé. Hai nay thì một quả trứng luộc chín có tức là cỡ khoảng 50 gram ấy, thì cung cấp cho chúng ta 77 calo và 0,6 gram cát và 5,3 gram chất béo, 212 mg cholesterol và 6,3 gram protein. Ngoài ra nó còn cung cấp cho chúng ta vitamin A, vitamin B2, vitamin B5, vitamin B12 và vitamin D nhé. Kẽm, canxi, phốt pho, selen và các chất khác ạ. Như vậy, trứng là một loại thực phẩm có hàm lượng calo thấp nhưng ít chất béo nhé. Lượng calo hay là lượng nhỏ cát nhưng còn là nguồn cung cấp protein tốt và chứa đầy đủ các loại axit amin ạ. Các dưỡng chất trong trứng tập trung ở lòng đỏ của trứng ạ. Trong khi đó, lòng trắng thì chỉ chủ yếu chứa protein. Và bây giờ mình sẽ đem đi mình luộc trứng nhé. Trứng mình đã rửa sạch rồi. Các bạn chuẩn bị một nồi nước cho mình và nước nó ngập trứng một chút các bạn nhé. Trứng mà chìm là trứng mới, còn trứng mà để nó nổi trong nước đó là trứng gà đẻ lâu ạ. Các bạn luộc sôi cho mình 5 phút, sau đó thì tắt bếp đi và mình ngâm khoảng 10 phút thì mình sẽ lấy phần trứng ra nhé. Các bạn sẽ đập cho mình cái phần trứng ra nhé để mình lấy nhé. Những sản phẩm thực phẩm không nên kết hợp cùng với trứng các bạn nhé, như là sữa và các sản phẩm liên quan đến từ sữa nhé. Các món làm từ sữa bao gồm như phô mai, sữa chua hay là sữa thường nhé, được dùng. Như là sữa chua này, sữa bình thường này các bạn nhé, sữa bò đấy ạ, thì chúng ta không dùng chung với trứng. Tuy nhiên có một số người có thể gặp các vấn đề về đường tiêu hóa nếu ăn hai những cái thứ này cùng với nhau các bạn nhé, đặc biệt với ai bị dị ứng với lacto có trong sữa bò nhé. Việc hấp thụ cùng một lúc protein của trứng và sữa cũng có thể gây ra như chướng bụng, đau bụng và tiêu chảy ạ. Đấy là những trứng không nên kết hợp cùng nhé. Chúng ta ăn thì nên ăn riêng ra và sau khoảng 1 giờ thì chúng ta hãy ăn nhé. Và thứ hai nữa là các sản phẩm từ đậu lành, các bạn không nên ăn trứng cùng các sản phẩm từ đậu lành như là sữa đậu lành Famy nhé, hoặc là đậu này, hoặc là đậu phụ ạ. Hoặc là đậu phụ đây nhé, chúng ta không nên ăn cùng. Sữa đậu lành là một trong những nguồn cung cấp protein thực vật tốt nhất. Tuy nhiên nếu chúng ta ăn cùng sữa với trứng
Khi kết hợp chúng với nhau sẽ tạo ra lượng protein trong cơ thể sẽ tăng lên nhanh chóng và cơ thể của bạn khó hấp thụ được nhé. Sẽ dẫn đến những tình trạng như là khó tiêu, trướng bụng hay là đau bụng các bạn ạ. Và thứ ba nữa đó là không nên kết hợp cùng trà khi chúng ta sử dụng trứng nhé. Nhiều người thích ăn trứng kèm với uống nước trà vào bữa sáng á. Sự kết hợp này trên thực tế có thể dẫn đến một số vấn đề như là sức khỏe táo bón, đầy hơi hay trào ngược axit các bạn nhé. Theo nghiên cứu trên tạp chí của Nutritional ạ, uống trà và trứng có thể làm giảm đi 17% lượng protein trong thức ăn các bạn nhé. Và thứ tư mà mình muốn nói ở đây đó là trứng không nên ăn kết hợp với chuối nhé. Hai thứ này cùng một lúc sẽ khiến bạn không tốt cho sức khỏe nên hãy dừng lại nhé. Sự kết hợp giữa chuối và trứng có thể làm gây nên lặng bụng ạ. Có thể mất nhiều thời gian để tiêu hóa thức ăn sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khó chịu nhé. Vì vậy tốt nhất bạn nên ăn hai loại này riêng biệt ra sau khoảng 30 phút đến 1 giờ thì chúng ta hãy sử dụng nó nhé. Và cuối cùng đó là trứng không nên kết hợp với họ bưởi như là cam, quýt, bưởi, chanh các bạn nhé, hoặc là quất. Được có thể làm là khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng tăng cường vitamin C. Trong mọi trường hợp, đây không phải là lựa chọn lý tưởng khi chúng ta ăn trứng cùng với chúng nhé. Cam quýt gây ra những thay đổi trong protein trong quả trứng ạ, cho nên sẽ có hại đối với cơ thể, cho nên chúng ta không nên kết hợp giữa trứng với họ bưởi như cam quýt, chanh, quất. Đấy là 5 cái loại thực phẩm chúng ta nên không nên ăn cùng với trứng nhé. Khi chúng ta ăn với lượng ít thì không ảnh hưởng gì, nhưng chúng ta ăn nhiều sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe các bạn ạ. Cho nên chúng ta hạn chế khi kết hợp với 5 loại thực phẩm mình đã kể như là sữa và các sản phẩm liên quan từ sữa, hoặc là các sản phẩm từ đậu lành, hoặc là trà xanh nhé, hoặc là chuối, hoặc là cam quýt, bưởi, chanh, quất ạ. Như vậy là trên đây mình đã chia sẻ với các bạn chúng ta nên kỵ trứng với những thực phẩm đó. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ để xem những video mới nhất của mình. Ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.